Thưa quý vị, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hộ dân chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế nông nghiệp. Đây là nền tảng để chuyển sang phương thức phát triển kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp trong những năm tới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Những năm gần đây, các doanh nghiệp hợp tác xã tại Quảng Nam đang nỗ lực thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt tổ chức liên kết với hộ nông dân từ khâu sản xuất đến thu mua và chế biến nông sản. Phương thức này đã từng bước thay đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị đã tồn tại trong thời gian dài. Từ năm 2018 đến nay, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam triển khai 35 chuỗi liên kết với tổng diện tích 650 ha, gồm lúa giống, cây củ quả và cây màu. Từ thành công của mô hình liên kết trong hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, năm 2022, huyện Duy Xuyên tiếp tục xây dựng 4 chuỗi liên kết mới, triển khai các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo tiền đề để thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản. Nhân dân hết sức phấn khởi và chúng tôi tiếp tục là vận động nhân dân đáp ứng được cái khoa học kỹ thuật, áp dụng vào cánh đồng. Và chúng tôi vừa qua là chúng tôi làm tiếp tục là học tập và tiếp tục làm cái việc ghép, làm cái cây sạch cho để xuất khảo. Như vậy thì toàn dân ở Tân Thôn cũng như toàn xã này được tập huấn cái vấn đề này và được liên kết cái tiêu thụ sản phẩm là phải làm sạch và làm theo cái việc ghép là như vậy. Hiện nay được qua cái liên kết sản xuất thì giúp cho người nông dân là giải quyết được cái đầu ra cho nông sản, đem lại cái hiệu quả kinh tế và gắn kết hợp tác xã với người dân cũng như với doanh nghiệp trong cái liên kết sản xuất để làm sao để tăng giá trị còn nông sản và giải quyết được cái vấn đề là được mùa mất giá. Hợp tác xã nông nghiệp Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là một trong những hợp tác xã kiểu mới tiên phong trong quá trình hiện đại và đa dạng loại hình dịch vụ nhằm hỗ trợ toàn diện trong quá trình sản xuất nông nghiệp, từ các dịch vụ đầu vào đến các hoạt động khơi thông thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Cơ giới hóa đang là dịch vụ nổi bật của hợp tác xã. Những năm gần đây, hoạt động sản xuất của người nông dân Bình Đào được nâng tầm, khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, các loại máy móc hiện đại được áp dụng phổ biến trên cánh đồng và chế biến sâu để tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo tồn những giống lúa bản địa và xây dựng sản phẩm OCOP tiêu biểu. Khi mình sản xuất và có cái liên kết trong sản xuất, cái thứ hai là hình thành một số sản phẩm chủ lực của địa phương, của đơn vị để mà đưa ra thị trường. Và muốn hình thành được cái sản phẩm chủ lực của địa phương á, của đơn vị đưa ra thị trường á, thì chúng tôi đang từng bước hướng đến cái việc là ứng dụng cái công nghệ trong cái việc từ cái việc chế biến sản xuất chế biến đến việc tiêu thụ, thì từng bước chúng tôi áp dụng, ví dụ như bây giờ trong cái sản xuất thì tôi áp dụng cái là ca máy cái rồi làm cơ giới hóa trong các cái khâu trong sản xuất, rồi phun thuốc bảo vệ thực vật là bằng máy bay, thuê cái tập đoàn Lộc Trời nó lấy để là phun thuốc bảo vệ thực vật. Còn ví dụ trong quá trình mà thu hoạch thì có máy gặt đập liên hợp để thu hoạch, và trong quá trình chế biến thì hiện nay thì chúng tôi là về sản phẩm gỗ nếp thì có máy xay xót, rồi có máy đắng gấu hút chân không. Các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp thời chuyển đổi số đang gắn kết một cách tự nhiên với nhau theo chuỗi giá trị, với phát triển giải pháp công nghệ ở vị trí trung tâm. Tất cả các thành phần khác tương tác với nhau, cùng thụ hưởng và phát triển. Hợp tác xã nông nghiệp Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã thành công từ liên kết với người dân qua việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Trong số các dịch vụ mà hợp tác xã đã thực hiện, thì ngành sản xuất chế biến sản phẩm bánh trắng Đại Lộc và gạo an toàn Ái Nghĩa được xem là một trong những ngành kinh doanh phát triển nhất, bởi chính hai dịch vụ này lần đầu tiên áp dụng thực hiện theo chuỗi giá trị từ lúa gạo của hợp tác xã này. Trong vấn đề xây dựng chuỗi giá trị thì tạo nên giúp được người nông dân là xóa đi được cái vấn đề sản xuất manh mún nhỏ lẻ và tạo nên một cái thương hiệu. Thì qua đó thì hợp tác xã xây dựng được hai cái thương hiệu là cái gạo an toàn Ái Nghĩa và bánh tráng Đại Lộc. Thì được tham gia chương trình OCOP Quảng Nam thì đối với bánh tráng thì 4 sao và gạo an toàn là 3 sao. Mà sau khi xây dựng được thương hiệu rồi ấy, thì riêng cái sản phẩm này thì hợp tác xã hiện nay là cung ứng đi thị trường những cửa hàng sạch toàn quốc và nâng được cái giá trị đó, cái đầu tỏ được cái đầu ra sản phẩm giúp cho người nông dân là tiêu thụ được cái sản phẩm.
Tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, măng cụt là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho người dân. Trong những năm qua, địa phương đã vận dụng có hiệu quả cơ chế phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại để hỗ trợ người dân các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Hà và thị trấn Tiên Kỳ chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây măng cụt. Bên cạnh đó, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm thông qua trí tuệ nhân tạo, sử dụng điện thoại thông minh để kiểm soát sự vận hành tưới nước, theo dõi sự phát triển của cây trồng. Đây là một trong những chuyển biến tích cực trong quá trình áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất. Cái hệ thống tự động này thì tưới rất là tốt. Mình có thể là mình đi ngồi ở nhà, mình điều khiển tự động bằng điện thoại di động là mình tưới được có toàn cái vườn. Nếu so với cái tưới thủ công ấy, thì cái vườn này tôi tưới cỡ 3 ngày trở lên. Mà tưới còn bị hơi đắt, rồi đau ốm rồi rất là khổ. Đó cái việc lồm cái hệ thống tự động này là tôi thấy là rất là tốt, phù hợp với người dân sản xuất. Tương tự như nhiều ngành nghề kinh tế khác, phát triển kinh tế nông nghiệp cũng không nằm ngoài vòng chuyển đổi số. Tại Quảng Nam, giải pháp cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay là giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận được những giải pháp công nghệ đột phá dựa vào nền tảng công nghệ số nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù chưa nhiều nhưng đã có những doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, quản lý vùng nuôi hiện đại, bảo đảm môi trường, an toàn sinh học, có liên kết mang lại thành công lớn. Hiện tại, tỉnh Quảng Nam có 5 farm nuôi tôm công nghệ cao gắn với chuyển đổi số trong quản lý kiểm soát môi trường. Năng suất bình quân là cho một vụ như vậy là khoảng 20 tấn. Nếu mà mình nuôi như vậy thì mình được nuôi được nhiều vụ đến năm. Mà cái giá trị của con tôm sai tôm lớn, được sai tôm lớn, giá trị thương phẩm cao. Còn bên cạnh đó là chú trọng về vấn đề và an toàn sinh học và cái không sử dụng chất cấm trong thủy sản. Ngành nông nghiệp Quảng Nam xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Phải nói rằng thì công tác chuyển đổi số thì được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện rất là quyết liệt. Chỉ đạo các chính quyền địa phương, các sở ban ngành và các cơ sở sản xuất nông nghiệp được thực hiện bằng các chương trình kế hoạch giải pháp nhiệm vụ cụ thể. Thì theo đó thì ngành nông nghiệp cũng đã bước đầu thực hiện đạt được một số kết quả. Thứ nhất về chính phủ số thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã xây dựng cổng thông tin điện tử của sở và liên kết với cổng thông tin điện tử của tỉnh, của bộ ngành trung ương để trong quá trình chia sẻ dữ liệu. Cái thứ hai là cũng hoàn thiện được cái hệ thống thông tin báo cáo để phục vụ cho công tác điều hành lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh quan tỉnh bằng hệ thống LRIC và tích hợp kết nối với hệ thống EOC của tỉnh. Còn đối với việc kinh tế số thì hiện nay thì sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là phối hợp với VNPT, Viettel, Sở Công Thương đã đưa được các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hiện nay thì đối với cái sàn vỏ sò của Viettel thì đã đưa được 104 sản phẩm lên. Và sàn Postmart của VNPT là đưa được 109 sản phẩm. Thì về cơ bản nhận xét thì khi các sản phẩm đưa được lên sàn thì gần như nó mở rộng được cái thị trường tiêu thụ của sản phẩm và cái thương hiệu của sản phẩm dần dần được khẳng định. Thì đây là một cái nét tốt mà trong các phát triển kinh tế số trong công nghiệp thì sẽ cũng đã phối thực hiện. Còn đối với xã hội số thì hiện nay thì gần như là 100% dịch vụ công đã được đưa lên mức độ 4. Và có khoảng gần 50% là thực hiện trực tiếp mức độ 4. Thì đã làm những kết quả ban đầu mà sẽ được thực hiện. Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn là xu thế tất yếu của sự phát triển, do đó rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, sự quyết tâm cao của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới. Trung tuần tháng 3, Nghị viện Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua đạo luật quản lý AI, đặt nền tảng pháp lý đầu tiên trên thế giới quản lý lĩnh vực công nghệ mới nổi và các hoạt động đầu tư có liên quan.
bắt đầu xây dựng từ năm 2021, đạo luật trí tuệ nhân tạo EU phân loại công nghệ theo mức độ rủi ro từ không thể chấp nhận, đồng nghĩa với cấm phát hành, cho đến rủi ro mức độ cao, trung bình và thấp. Một số quốc gia châu Âu, chẳng hạn như Đức và Pháp, ủng hộ việc chính phủ các nước thành viên tự điều chỉnh biện pháp quản lý với doanh nghiệp AI do lo quy định chặt chẽ quá mức có thể làm giảm sức cạnh tranh với các công ty Trung Quốc và Mỹ. Đầu tháng 3, EU đưa vào thực thi đạo luật thị trường kỹ thuật số nhằm kiềm chế sức mạnh của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Apple, Google, Amazon, Meta và Microsoft. Theo đạo luật này, EU có thể trấn áp những hành vi bị coi là phản cạnh tranh, đồng thời bắt buộc các doanh nghiệp phải cởi mở hơn trong những lĩnh vực mà họ đang thống trị để đưa đến nhiều lựa chọn hơn với người tiêu dùng. Những lo ngại này ngày càng gia tăng với sự bùng nổ của AI, dẫn đầu là các công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon, Google và nhà thiết kế chip Nvidia. Đạo luật quản lý AI được thông qua không phải là điểm kết thúc đối với lĩnh vực công nghệ này, thay vào đó đây là điểm khởi đầu cho một mô hình quản trị mới được xây dựng dựa trên công nghệ. Các chuyên gia pháp lý nhận định, đạo luật này là một cột mốc quan trọng đối với quy định về AI quốc tế và có thể mở đường cho các quốc gia khác làm theo. Với 523 phiếu thuận, 46 phiếu chống và 49 phiếu trắng, đạo luật AI EU chính thức được thông qua, dự kiến có hiệu lực vào tháng 5 tới, sau khi các quy trình lập pháp cuối cùng được tiến hành. Các nội dung sẽ được thực thi từng bước từ năm 2025 trở đi. Tại một số nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Quảng Châu và vài thành phố Trung Quốc khác, hành khách không còn phải quẹt thẻ hay điện thoại để lên tàu. Cổng mở ra sau khi quét gương mặt, quy trình mất chưa đầy 2 giây. Những màn hình lớn hiển thị mức độ đông đúc tại mỗi toa tàu, giúp hành khách quyết định nên lên toa nào. Các công nghệ như vậy đã thẩm thấu vào hệ thống hạ tầng tại các thành phố lớn của Trung Quốc sau nỗ lực phát triển thành phố thông minh, tích hợp AI, IoT, Big Data và điện toán đám mây trong nhiều lĩnh vực như vận tải, an ninh công cộng, môi trường, sản xuất. Tại Techplan, nhà cung cấp thiết bị và giải pháp IoT, một màn hình lớn hiển thị thời gian thực về cây cối được trồng tại Quảng Châu. Độ ẩm của đất được theo dõi thông qua các cảm biến và thông tin tải lên một hệ thống quản lý thông minh, giúp cây được chăm sóc đúng cách. Trong mạng lưới IoT, các vật dụng hàng ngày, bao gồm xe cộ và thiết bị gia dụng, được kết nối với Internet và có thể nói chuyện với nhau. Chúng có khả năng xử lý và trao đổi dữ liệu để tối ưu hóa cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn trong gia đình, mọi người điều khiển bình nóng lạnh hay hệ thống chiếu sáng ngay từ ứng dụng trên smartphone để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Công nghệ nhận diện khuôn mặt khá phổ biến ở Trung Quốc vì được triển khai ở phòng chờ sân bay, khách sạn. Nó ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. Pisatech, nhà cung cấp công nghệ và sản phẩm AI, bao gồm nhận dạng khuôn mặt và công nghệ dữ liệu lớn thông minh, đang đóng vai trò lớn trong phát triển các hệ thống giao thông thông minh ở Quảng Châu và Trường Sa, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến, cho phép hành khách trả tiền vé tàu điện ngầm chỉ bằng cách quét khuôn mặt. Dù vậy, công nghệ không giới hạn ở vận tải, nó còn được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh để thu thập dữ liệu thời gian thực, bảo đảm an toàn công cộng. Công ty áp dụng các thuật toán nhận dạng 3D để khớp chính xác hơn và công nghệ thậm chí phát hiện danh tính của một người khi bị khuất một phần. Nó cũng có thể phân tích hình dạng cơ thể và màu sắc quần áo để xác định ai đó và giúp cảnh sát dự đoán hành vi có nguy cơ cao dựa trên các chuyển động, chẳng hạn như ẩu đả. Nhà máy thông minh. Màn hình hiển thị tình trạng làm việc theo thời gian thực của công nhân và thiết bị tại các nhà máy xây dựng và dây chuyền sản xuất khác nhau trên toàn quốc. Các nhà máy thông minh, cơ sở sản xuất tự động hóa và số hóa cao ngày một phổ biến ở Trung Quốc nhờ sử dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và robot để tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả. Kế hoạch Made in China 2025 nhằm biến Trung Quốc từ một trung tâm sản xuất chi phí thấp thành một nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ sản xuất tiên tiến cũng thúc đẩy sự phát triển của nhà máy thông minh trong nước. Made in China 2025 khuyến khích áp dụng các công nghệ sản xuất thông minh và hỗ trợ phát triển một ngành công nghiệp công nghệ cao mạnh mẽ trong nước. Bằng cách tích hợp các công nghệ sản xuất thông minh và nền tảng kỹ thuật số, các nhà máy Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được mức độ tự động hóa, năng suất và tính linh hoạt cao hơn, đồng thời giảm chi phí và chất thải. Chương trình Chuyển động số tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.